Dàn sao của tuyển Việt Nam ngập tràn hạnh phúc bên gia đình. Dàn sao tuyển Việt Nam như Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu khoe ảnh dạng dỡ bên gia đình trong ngày đầu năm mới Tết Tân Sửu 2021. Các cầu thủ quanh năm suốt tháng tập luyện, thi đấu xa nhà thì Tết là dịp hiếm trong năm để đoàn viên cùng gia đình, người thân. Gia đình nhỏ của hậu vệ Đỗ Duy Mạnh tràn ngập hạnh phúc vào ngày mùng 1 Tết. Duy Mạnh đang trải qua giai đoạn khó khăn sau chấn thương nhưng đầy quyết tâm lấy lại phong độ đỉnh cao. Hot Boy sinh năm 1999 đoàn Văn Hậu bên cạnh bố mẹ tại quê nhà ở Thái Bình. Văn Hậu từng phải ăn Tết xa nhà thời đầu quân cho câu lạc bộ Harvin Hà Lan, nên chân quý từng phút khi được ở bên gia đình. Năm mới 2021, Văn Hậu mong muốn chấn thương sớm phục hồi hoàn toàn để trở lại trong màu áo Hà Nội FC, cũng như cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ tài hoa Nguyễn Quang Hải đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của Hà Nội FC lẫn tuyển Việt Nam. Năm 2020, Quang Hải trải qua những thời điểm thăng hoa với những pha lập công siêu phẩm, nhưng cũng có những điều chưa được như ý trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện tình cảm. Bao giờ cũng vậy, gia đình luôn là điểm tựa để Hải con quay về, đặc biệt là ở dịp Tết. Anh được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng trong năm 2021. Trang tiền đạo đầy kỹ thuật, tốc độ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Toàn suýt phải ăn Tết 2021 ra quê nhà ở Hải Dương. Rất may anh cũng kịp đoàn viên, ăn Tết cùng gia đình. Văn Toàn được huấn luyện viên Kia đặt hy vọng lớn ở mùa giải năm nay, đồng thời là quân cờ quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh phải hạnh phúc bên gia đình ở Bình Dương. Tiến Linh sớm khẳng định được khả năng là trụ cột của câu lạc bộ Bicamex Bình Dương lẫn tuyển Việt Nam với khả năng tỉ đẻ tốt, không chiến giỏi, dứt điểm hiệu quả. Tiến Linh hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2021. Trung vệ Bùi Tiến Dũng có năm 2020 đại thành công với ngôi vô địch V-League cùng câu lạc bộ Việt theo. Anh cũng có cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan và là trung vệ khó thay thế ở đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Thủ quân tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải luôn là điểm tựa cho gia đình nhỏ, không chỉ Tết mà hầu như mỗi ngày Quế Ngọc Hải đều thể hiện tình cảm chân thành với vợ con. Anh cũng là thủ lĩnh hàng phòng ngự tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo.